Một trong những điều kiện đạt được các mục tiêu phát triển của ASEAN là thực hiện hài hòa hóa pháp luật, xây dựng các khung pháp lý chung của ASEAN trên nhiều lĩnh vực. Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội thảo Khoa học quốc tế Hài hòa hóa pháp luật giữa các quốc gia ASEAN hướng tới phát triển toàn diện và bền vững do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức. Hội thảo được tổ chức 3 phiên thảo luận với mỗi chủ đề khác nhau, xác định những thách thức và đề xuất các khuyến nghị nhằm hài hòa hóa pháp luật nhãn hiệu trong ASEAN. Theo các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định, quá trình toàn cầu hóa đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và luôn có sự bất ổn địa chính trị, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao giữa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 sang tầm nhìn cộng đồng 2045. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng là những thách thức với cộng đồng ASEAN. Trên cơ sở đó, các chuyên gia cũng đã trao đổi thông tin kinh nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau để đưa ra nhiều định hướng giải pháp cho tiến trình hài hòa hóa pháp luật trong cộng đồng ASEAN.